Rau trùm ngây, thần dược hay độc dược? Rau trùm ngây có tên gọi khoa học là Moringa. Loại cây này có thân gỗ, lá nhỏ mọc đối xứng như hình lông chim. Trước đây thường được trồng làm hàng rào ở các vùng nông thôn. Vài năm gần đây, rau trùm ngây được biết đến như một tiên dược bởi nó có chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, thân và rễ của cây trùm ngây cũng được sử dụng trong các vị thuốc với tác dụng như một loại thuốc kháng sinh mạnh. Có tới 90 quốc gia trên thế giới sử dụng trùm ngây như một loại rau dùng trong bữa ăn hàng ngày. Rau trùm ngây là một loại cây có nhiều công dụng trong y học và ẩm thực. Rau trùm ngây có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, rau trùm ngây cũng có những tác dụng phụ không mong muốn. Vậy rau trùm ngây là thần dược hay là độc dược? Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video này nhé! Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề hấp dẫn này thì hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video, hoặc bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở dưới video bây giờ. Hoặc đơn giản là bạn chỉ cần bấm like để Diệp có thêm nhiều động lực tiếp tục ra những video hữu ích khác về sức khỏe để gửi tới bạn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính là rau trùm ngây, thần dược hay độc dược. Nội dung 1. Hàm lượng dinh dưỡng không ngờ của rau trùm ngây. Nếu so sánh giá trị dinh dưỡng của rau trùm ngây với một số thực phẩm khác thì hàm lượng dinh dưỡng của rau trùm ngây cao hơn khá nhiều. Chẳng hạn như hàm lượng vitamin K có trong 100g chuối là 88mg, còn đối với rau trùm ngây là 259mg, cao hơn gần gấp 3 lần. Còn hàm lượng vitamin C của cam là 30mg trên 100g, còn đối với rau trùm ngây có tới 120mg trên 100g. Đây là bảng so sánh giá trị dinh dưỡng của rau trùm ngây so với loại rau khác. Ngoài ra, những bộ phận của rau trùm ngây cũng có một số công dụng đáng chú ý như sau. Rễ cây trùm ngây chống co giật, chống sưng và giúp cho người lợi tiểu. Ở một số nơi còn dùng nước uống của trùm ngây để ngăn ngừa việc có thai, giúp loại bỏ sạn thận hoặc loại bỏ oxalate. Vỏ rễ cũng dùng sắc nước uống trị đau răng, đau tai. Rễ tươi của cây trùm ngây non dùng để trị nóng, sốt, phong thấp, sưng gan và lá lách. Vỏ thân cây trùm ngây trị nóng, sốt, đau dạ dày, sâu răng. Nhiều trường hợp đưa vỏ thân cây trùm ngây vào cổ tử cung để gây giãn nở. Lá cây trùm ngây, giã nát lá cây trùm ngây đắp lên vết thương giúp trị sưng và mụn nhọt. Lá cũng có thể trộn với mật ong để đắp lên mắt trị sưng đỏ. Lá cây kích thích tiêu hóa và là nguồn thức ăn tốt cho bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh. Hạt của cây trùm ngây dầu được chế từ các loại trùm ngây trị phong thấp, hạt trùm ngây giúp trị táo bón, mụn cóc và run sán. Ngoài ra, hạt của trùm ngây còn có tác dụng lọc nước. Hạt có chứa các hợp chất như là đa điện giải, tự nhiên có thể dùng làm chất kết tủa và làm trong nước. Nội dung thứ hai là tác dụng phụ của rau trùm ngây. Ăn quá nhiều rau trùm ngây cũng có thể gây ra những tác dụng phụ khác như là gây mất ngủ. Rau trùm ngây có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm cho não hoạt động mạnh hơn. Do đó, khi ăn rau trùm ngây vào buổi tối có thể gây khó ngủ hoặc là mất ngủ. Thứ hai là gây sốc. Rau trùm ngây có tính kháng sinh cao, do đó khi ăn quá nhiều có thể gây sốc do quá mẫn cảm với các thành phần có trong rau trùm ngây. Thứ ba là gây thiếu máu. Rau trùm ngây có tính làm giảm huyết áp và loãng máu, do đó khi ăn quá nhiều có thể gây thiếu máu hoặc là xuất huyết. Thứ tư là gây suy giảm chức năng gan. Rau trùm ngây có chứa một số hợp chất có thể gây kích ứng cho gan, làm tăng men gan và gây viêm gan. Do đó, khi ăn quá nhiều có thể làm suy giảm chức năng gan hoặc là tổn thương gan, gây rối loạn tiêu hóa. Rau trùm ngây có tính lợi tiêu hóa, nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa như là đầy bụng, khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy hoặc là táo bón. Ngoài ra, khi ăn rau trùm ngây cũng nên hạn chế lượng và thời gian để tránh những biến chứng có thể xảy ra. Chúc mừng bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể tương tác với bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.